Điểm đầu tiên cần tính đến là không có kế hoạch kinh doanh nào tồn tại được sau cuộc họp đầu tiên với khách hàng. Điều này có nghĩa là khi bạn lập kế hoạch kinh doanh, bạn đã lập nó theo góc độ của bạn, với tầm nhìn cụ thể trong khi bạn chưa đi gặp khách hàng, cho nên kế hoạch kinh doanh của bạn tan vỡ. Hãy nhớ rằng khách hàng là nhà tài chính đầu tiên của bạn khi khởi nghiệp. Đôi khi, doanh nghiệp truyền thống bị quấn theo các quy trình nội bộ làm chúng trở nên xa lạ đối với khách hàng. Vậy nên, chúng ta làm kế hoạch kinh doanh trong nội bộ, chúng ta rất vui, chúng ta chia sẻ thông tin, chúng ta có khảo sát thị trường để chúng ta chắc chắn rằng có thông tin về thị trường. Nhưng ngay sau khi gặp khách hàng, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai lầm. Những gì mà chúng ta nghĩ không phải là những gì mà chính xác khách hàng đang muốn, vân vân. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh không tồn tại được sau khi tiếp cận lần đầu tiên với khách hàng. Bởi vì trên thực tế, nếu chúng ta đề cập và bám theo một tài liệu đã được thực hiện, một kế hoạch kinh doanh đã được thực hiện cho một dự án trong tương lai, trong những điều kiện ổn định, thì điều đó không phù hợp cho một startup. Do startup đang phát triển trong một môi trường đầy biến động, không ngừng thay đổi. Một kế hoạch kinh doanh khi bạn được yêu cầu phác thảo một kế hoạch kinh doanh trong vòng 3 năm, 4 năm, thậm chí 5 năm, điều đó rất tốt. Bạn phải làm điều đó. Và một lần nữa, nó giống như đối với một công thức, bạn phải biết công thức đó. Bạn sẽ được đánh giá trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của bạn. Bạn đồng ý với tôi điều này. Nhưng mọi người đều biết rằng một kế hoạch kinh doanh được gọi là một điểm chuẩn, benchmark. Nó chỉ là một cơ sở để chúng ta dựa vào và chúng ta luôn biết rằng thực tế sẽ phải khác. Và đó là những gì mà chúng ta phải tính đến. Trên thực tế, chúng ta luôn có xu hướng tư duy thường nghĩ và nói rằng kế hoạch kinh doanh đã viết như thế và trên thực tế bắt buộc phải như thế. Vậy ở đây là một chút khác biệt, chúng ta sẽ thấy nó với tư duy theo hướng hiệu quả. Cụ thể là bạn phải bám sát thực tế và bạn phải xem xét bạn sẽ thích nghi được như thế nào. Một kế hoạch kinh doanh được thiết kế cho một tương lai được biết đến, nhưng bạn đang ở trong một tình trạng mà không biết tương lai sẽ ra sao. Vì vậy, bạn phải biết thích nghi. Và nói chung, một kế hoạch kinh doanh sẽ không hoạt động được cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.